mình đang rất là nhỏ bé. Tôi được thấy trên bàn không nổi luôn. À, mà được tôi vậy thôi, chứ ghế này tôi đâu có sợ nữa ha. Thí vô bàn kinh kinh. Sushi đúng rồi. Cái gì? Ý là ăn rồi chọi luôn. Ý là bạn nó ăn rồi tôi chọi luôn. Ăn mọi người kiểu như nó chảnh lắm mọi người. Nó chê cái món đó. Nó ăn rồi. Cái đó nó ăn rồi cho nên là giờ nó chọi rồi. Bây giờ là còn sushi. Ủa? Chị chơi rồi nghe, tôi không biết chị chơi rồi nghe. Trời ơi, ra chơi cứu tôi đi trời ơi. Ở giữa ghế luôn. Không lẽ sushi để đến đó. Sushi không để đến đó nhưng mà nhầm thương dính vào đâu. Cha tôi nè. Chị đi thăm cái phòng không đó xong rồi chị quay lại. Rồi. Trời ơi là trời, cứu tôi đi. Tôi chơi game mà tôi né. Trong game đó mình né cũng vô dụng, có tác dụng gì đâu. Chứ bây giờ mình không có còn nấu trơn á. Nhà có chút xíu à, đi hết trơn rồi. Giờ còn cái đèn này ăn không? Cái đèn này sao nữa mấy á? Giờ mình còn đúng cái đèn này ăn không? Đừng bước, bây giờ mình tìm cái dãy số giùm tôi đi à. Chị 18 tuổi phải không? Mày bấm số 18 nha. Chịu không? Giờ là... Tức cái lòng ngực tôi đó trời. Giờ là cờ ra con mấy con mấy. Rồi, đang ngược tôi. Lấy lại tinh thần. Chị đâu? Mới lướt vô. Hello. Chị xinh đẹp. Đó. Oh, beautiful girl. Nó không có hiện lên được cái gì hết trơn mọi người. Chị tôi đang ở chỗ bấm số á. Chị đi ra không? Có đi ra.
gì hết rồi. Nãy tôi đi tôi lượn qua tối rồi á. Ê, chơi cái kia mà không biết đâu nha, không biết gì. Đi chưa? Đi luôn chưa? Đi luôn rồi đó, đi qua đó là đi luôn rồi. Dạ cái... Để tôi... Để ở đây là... Đó, tôi lượn như đó rồi đó, không có cái gì cả. Thật sự luôn á, sao mà hồi bữa bạn đó bạn đi nhanh dữ vậy mấy, hay thiệt chứ, hay là bác ăn rồi? Nãy giờ mọi người chưa có bị bả hù đúng không? Tại vì tôi rất là cẩn thận. Ủa sao mày né được bả vậy? Tao không biết. Nãy giờ mày ngán rồi, ngán rồi. Giờ mình chọi cái đèn đốt nhà quá được không? Chứ tôi tức quá, chứ tức rồi. Trời ơi, chị ơi, em mua em đi đọc còn cái này. Rồi, xong lụm. Tới công chuyện tôi nữa rồi, mọi người ơi. Đây là cái quả. Bây giờ cái gì quan trọng là mình phải tìm được cái số. Chạy. Còn số dép ba cái. Số dép. Trời hơi khó nhỉ. Ủa? Giờ tôi thấy còn bông hồng nè ăn. Chị giúp giùm em một cái đi có được không? Có cái gợi ý ơi, nào không? Tới rồi quý vị ơi. Trời. Có cái gợi ý nào nữa không ta? Không có một cái gợi ý nào cả. Lấy xong cái món đúng rồi, cái con kia ăn là hết rồi đó. Bạn hỏi câu đó khó quá, tôi không biết. À, tôi luồn, tôi lắc đủ thứ kiểu hết trơn. Tôi làm đủ thứ kiểu hết trơn nhớ không thấy không rồi. Chị tới đó ngồi, chị tới đó ngồi. Nhưng mà thiệt sự mà nói là không phải cái hồi nãy mình bỏ vô là cái ramen. Ừ. Ramen. Chim rai. Cái mochi. Mochi. Còn sushi. Còn sushi. Phải rai không?